Rồi, hôm nay mình sẽ giải cái đề ôn ngày 15 tháng 3. Rút gọn. Ở đây tôi có giải sẵn rồi. Chỉ cần mình làm nhanh thôi nha. Rồi, bây giờ bài đầu tiên. Câu 1. Đây, chia lại ha. Này. Rồi, đây là cái đề. Nếu bây giờ mình làm như thế nào đây? Rồi bây giờ bên này căn 63 người ta không có bằng thì số hàng mình phải bằng. Đó, mình bằng như thế này. Thì vậy nha. 5/3 viết lại, mình bấm căn 63. Căn 63 thì mình cầm máy tính mình bấm nó sẽ ra là 3 căn 7 ha, từ từ nè. Rồi, 3 căn 7. Được chưa? Thì đưa vô căn nó thành 3 bình nhân 7. Rồi. Trên bàn như thế này nha. Căn 12 căn 7 hạ xuống. Rồi, trừ 12 hạ xuống này. Cộng căn 112. Căn 112 thì mình cầm máy tính mình bấm nó sẽ ra là 4 căn 7. Nhưng mà đưa vô là 4 bình nhân 7. Rồi, bình phương thì thoát khỏi căn. Đây. Như vậy thì 5/3 hạ xuống. Bình phương thoát khỏi căn được số 3, căn 7 giữ lại. 12 căn 7 hạ xuống. Bình phương thoát khỏi căn được số 4, giữ 4 căn 7. Rồi. Như vậy thì mình sẽ lấy 5/3 nhân 3. Thì 3 trên 3 dưới mắt nè. Vậy kết quả là 5 căn 7 à, 5 căn 7. Tất cả những anh này giữ lại hết. Rồi giống nhau cái căn 7 mình giữ lại. Giống nhau căn 7 giữ lại. Sau đó lấy 5 trừ 12 cộng 4, nó sẽ ra là trừ 3 căn 7. Kết thúc bài toán. Câu B. Đây, câu B tôi sửa lại chút xíu. Nếu mà để cái đề bình thường A cộng 2 trên A trừ 2 á, thì nó sẽ ra kết quả như thế này. Nhưng mà mình nên sửa lại cái đề như thế này đi, cho kết quả nó đẹp đi chút xíu ha. Rồi. Rồi bây giờ này, trước khi làm á, thì mình đừng có dội vàng mà đi quy đồng, là nhân phân phối. Đừng dội vàng đi quy đồng, mà hãy xem chính bản thân nó có triệt tiêu được hay không. Có nghĩa là một mình nó khai triển ra rồi đơn giản, chính bản thân nó có được hay không. Nếu mà nó không làm được cái điều đó thì mình mới thực hiện phương pháp quy đồng, chứ đừng có nhảy vô làm theo kiểu máy móc là đi quy đồng là chết. Hiểu chưa? Đừng làm điều đó. Rồi bắt đầu tôi xử lý bài này như sau đây. A này đưa vô căn, vậy bình phương lên. Vậy A đưa vô căn là A bình. Với A này nữa là A với A bình là A mũ 3. Rồi trừ 1 là 1 mũ 3. 1 với A này chính là căn A bình, tại vì bình phương mất căn còn chỉ A. Rồi căn A xuống. A này đưa vô căn là phải bình phương lên. Với cái căn này nữa, là căn A mũ 3. A đưa vô căn là A bình nhân A thì A mũ 3. Rồi, căn A mũ 3. 1 là 1 bình, 1 mũ 3. Mình để mình khai triển A mũ 3 trừ B mũ 3 đó. Rồi. Hàng dưới này, 1 chữ A này chính là cái căn A bình cộng căn A. Rồi, cái này viết lại đi cha. Rồi, tiếp tục nè. Mình khai triển ra. Mình khai triển cái này, A mũ 3 trừ B mũ 3. Hạng thức A mũ 3 trừ B mũ 3 nhớ không? Bằng A. Đây tôi viết nè. A trừ B. Đó, A trừ B. A bình cộng AB cộng B bình. Đây là hạng thức, đây là công thức. Như vậy A mình là mấy nè? A mình chính là căn 3. Vậy để căn 3 vô là A. Trừ B mình chính là 1, để vô A trừ B. Rồi, đóng mặt lại. Sau đó đến A bình. A chính là gì? Căn A mà bình phương, vậy căn A bình cộng AB. A chính là gì? Căn 3, căn A. B chính là 1. Này. Cộng B bình chính là 1 bình. Xong hạng thức. Ở dưới đây đều là căn A, như vậy thì mình quyết định đặt cái căn A ra. Đặt một cái căn A ra. Căn A bình là hai cái căn, bỏ một cái ra thì còn lại một cái dục vô. Căn A dục ra thì còn lại số 1, mất tiêu là còn lại số 1, nhớ nha. Rồi tương tự, ở đây là A mũ 3 cộng B mũ 3. Thì công thức A mũ 3 cộng B mũ 3 nè. A cộng B. Đó. Sau đó đến gì? A bình trừ AB cộng B bình. Đó, đây là công thức. Rồi bắt đầu mình thế vô nè. Như vậy A mình chính là, A là cái căn. A là căn A. B chính là 1. Rồi, vậy A là căn A, B chính là 1.
căn a của 1. A bình, vậy là căn a bình trừ là của công thức a, theo công thức a chính là căn a này, b chính là 1 cộng b bình là 1 bình. Rồi ở đây nó đều có cái căn a nè, như vậy đặt cái căn a ra, hai cái căn bỏ ra cái còn cái dục vô, căn a dục ra thì còn lại số 1. Còn cái chỗ này viết lại đi cha, đây được chưa? Tiếp tục nè, thì mình thấy được điều gì đây? Mình thấy được căn a trừ 1 ở trên với căn a trừ 1 dưới thì sao đây, mất. Vậy còn lại cái cụm này, vậy là căn a bình, căn a nhân 1 ra căn a, 1 bình ra 1, ở mẫu thì chỉ là còn lại căn a thôi, cộng hạ xuống căn a cộng 1 trên dưới mất. Như vậy thì còn lại căn a bình trừ căn a, căn a nhân 1 thì ra căn a, 1 bình ra 1, căn a dưới. Cái này viết lại y chang. Tiếp tục, nó cùng mẫu là căn a nè, thì mình giữ lại cái mẫu chung. Như vậy thì sao đây, căn a bình, căn a bình thì bằng gì, bằng a, căn a này cộng căn a hạ xuống, bình phương mất căn nha, 1 hạ xuống. Này trước cái phân số này nè là dấu cộng, thì mình sẽ không đổi dấu những anh trong đây. Như vậy thì trước nó là dấu cộng thì vẫn là gì, căn a bình thì bằng cộng a trừ căn căn a cộng cộng 1, tại vì trước mặt nó là dấu cộng. Còn nếu giả sử ở đây là dấu dấu trừ thì mình phải đổi dấu tất cả những anh trong đây. Nếu đây là dấu trừ thì thành gì, trừ a bình trừ a cộng căn a trừ 1, nhớ nha, lưu ý chỗ này, mẫu là căn a giữ lại, ở đằng sau này giữ lại. Rồi tiếp tục nè, thấy căn a với trừ căn a thì mất, a cộng a là được 2a, 1 cộng 1 bằng bằng 2 trên căn a. Ở đây viết lại y chang. Tiếp tục, đây là dạng chia phân số. Dạ. Chia phân số. Thì giống nhau số 2 nè, đặt số 2 ra. Giống nhau số 2, đặt số 2 ra thì còn lại a cộng cộng 1, số 2 dục ra thì còn lại chữ a, số 2 dục ra thì còn lại số 1 trên căn a. Chia thì thành nhân, nhân đảo ngược, căn a cộng 2 đi lên, căn a cộng 1 đi xuống. Căn a cộng 1 trên dưới sao đây? Mất. Như vậy còn lại 2 nhân cái cụm này chia a. Đây còn 2 nhân a cộng 2 chia căn a. Nhân phụ khối vô, 2 nhân a là 2a, 2 nhân 2 là 4 trên căn a. Như vậy là kết thúc bài toán. Để kiểm tra kết quả thì mình lúc trước đã chỉ rồi đúng không? Mấy đứa nhớ cách kiểm tra kết quả hay không? Chỉ lại nè. Đầu tiên làm gì? Nhập cái đề. Nhập cái đề nha. Nhập đề là a căn a x căn x ha, trừ 1 trên x trừ căn x, chữ a thì nhập thành chữ x. Rồi x căn x cộng 1 trên x cộng căn x, đóng ngoặc lại, chia tạo phân số x cộng 1, x cộng 2. Rồi khi nhập hết cái đề, bắt đầu mình can đáp án, can can nhập kết quả, nhập đáp can số 100, luôn luôn can 100 cho tôi, thì nó ra là 102/5, đúng chưa, nhớ nghe, 102/5. Rồi bây giờ mình can cái đề, cái kết quả của mình, mình can kết quả của mình, đây là kết quả của mình này, 2 x cộng 4 trên căn x đó. Mình nhập cái kết quả mình ra nè, kết quả mình nè, 2a cộng 4 trên căn a đó, thì mình thấy là chữ x. Hồi nãy căn số 100 thì giờ cũng căn số 100. Rồi, nó cũng ra 102/5 nè, nghĩa là mình đang làm đúng ha. Có nghĩa là mình căn cái phần rút gọn này và cái phà cái đề, nếu mà kết quả nó giống nhau thì là đúng, còn kết quả khác nhau thì là sai. Chưa? Câu C. Câu C này thì cũng làm y chang vậy, đừng vội vàng đi quy đồng. Rồi bây giờ mình sẽ làm như sau ha. Số 2 này mình hạ xuống, 1 chữ a chính là căn 1, số 2 chính là căn 2 bình, tại vì bình phương mất căn còn lại số 2, được không? Và luôn luôn nhớ nè, một số 2 chính là hai cái căn. Hai cái căn nhân nhau, đó. Căn 2 này viết lại, mẫu viết lại. Tương tự, một số 2 này chính là căn 2 bình. Được chưa? Trừ căn 2, căn 2 trừ 1. Viết lại chưa?
chỉ có khác chỗ này thôi, đưa về căn. Tiếp tục. Rồi, số 2 này viết lại. Đây đều là căn 2 nè, đặt căn 2 ra làm thừa số chung. Bình phương là hai cái căn, bỏ một cái căn ra còn một cái căn dục vô. Dấu trừ hạ xuống, căn 2 dục ra thì còn lại số 1. Phân số cái mẫu y chang. Rồi tương tự. Căn 2 bình là hai cái căn, dục cái căn 2 ra thì còn một cái căn dục vô. Căn 2 dục ra thì còn lại số 1 trên căn 2 trừ 1 cộng 2. Tiếp tục. Căn 2 trừ 1 trên dưới mắt thì còn lại là 2 trừ căn 2. Căn 2 trừ 1 trên dưới mắt thì còn lại là 2 cộng căn 2, cách nhau bởi dấu nhân. Đây là hạng thức A trừ B, A cộng B. Thì cứ việc nó đã trở thành A trừ B cộng B chưa? Chưa. Mình sắp xếp lại. Sắp xếp A trừ căn 2. A trừ B nè. Căn 2 cộng 2 thì sửa lại 2 cộng căn 2. A cộng B. Thì đây là hạng thức A trừ B, A cộng B. Thì cứ việc lấy anh đầu bình trừ anh sau bình. Anh đầu bình là 2 bình trừ anh sau bình là căn 2 bình. 2 bình thì bằng 4. Căn 2 bình thì bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2. Coi lại bên này. Tiếp tục về kế. Mình có thể bấm máy lại để kiểm tra kết quả ha. Kết quả là bằng 2 đó. Rồi tiếp tục câu D. Câu D này, nhìn câu D đi. Câu D không phải dạng vừa 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 đâu ha. Rồi, từ dưới đề câu D này. Rồi, câu D như thế này. Đầu tiên mình phải suy nghĩ, đúng không? Mình suy nghĩ cái gì? Mình suy nghĩ cái mẫu chung. Mình thấy này, x bình trừ 9 nè. X bình trừ 9 nghĩa là x bình trừ 3, 3 bình. 9 chính là 3 bình. Phải là A bình trừ B bình không? Khi mà A bình trừ B bình thì nó quay về hạng thức A cộng B. A trừ trừ B. Được chưa? Nghĩa là một mình nè, đó, A cộng B A trừ B. Thì một mình anh này nó tạo ra hai này. Đây. Đó là mình giải quyết ha. Rồi. Xuống hàng dưới này. 2x trên x cộng 3. Dấu trừ vẫn là dấu trừ. X cộng 1 vẫn là x cộng 1. 3 trừ x thì mình đặt dấu trừ ra để làm chi vậy? Để cho nó thành x trừ 3 đó. Tại vì mình suy nghĩ là phải có x cộng 3, anh này là x trừ 3 mới được, đúng không? Vậy thì mình đặt dấu trừ ra. Chữ x này nè, trước chữ x là dấu trừ, dục dấu trừ ra ngoài thì còn lại chữ x. Trước số 3 là dấu cộng, dục dấu trừ ra. Dấu cộng là hai dấu thì mình dục dấu ra thì còn lại dấu. Đó. Rồi, bên đây x bình viết lại hàng trên viết lại 3 trừ 11 x viết lại x bình trừ 9 phải là x bình trừ 3 bình không? Đó, hồi nãy mình đã nói rồi. Tiếp tục nè. 2x trên x cộng 3. Trừ này với trừ này thì thành gì đây? Cộng. Rồi. X cộng 1 trên x trừ 3. Cái này viết lại trên tử viết lại y chang. Đây là a bình trừ b bình thì là x trừ 3 x cộng 3. À, ví dụ x bình trừ 4 bình đi thì x trừ 4 x cộng 4. X bình trừ 5 bình đi là x trừ 5 x cộng 5. Được chưa? Rồi bây giờ mình đã tìm được mẫu chung chưa nè. Mẫu chung chính là x trừ 3 x cộng cộng 3. Tại vì x cộng 3 hai cái giống nhau lấy cái nè. X trừ 3 hai cái giống nhau lấy cái. Như vậy thì ở đây có lượng cộng nè. X cộng 3 nè. Có lượng cộng thì thiếu lượng trừ. Nghĩa là 2x này phải nhân cho x trừ 3. Dấu cộng này hạ xuống. X cộng 1 ghi lại. Ở đây có lượng trừ nè. X trừ 3 nè. Có lượng trừ thì thiếu lượng cộng. Thì sẽ nhân cho x cộng 3. Rồi. Cái này cũng có nè. À, cái này mà nếu nhân á, thì sẽ nhân cho mấy nè, nhân cho một, nhớ nha. Dấu trừ này ghi lại. Tại vì cái này nó giống cái mẫu rồi thì phải nhân cho một. Rồi. Tiếp tục. Nếu ai mà không nhân cho một thì phải bỏ vô ngoặc nha. Không bỏ vô ngoặc là coi chừng sai, phải đổi dấu nha. Còn nếu không nhân cho một, không bỏ vô ngoặc thì phải đổi dấu là thành gì? Trừ 3 cộng 11x nha. Cứ an toàn cho tôi là nhân cho một. Rồi. Nhân vô. 2x nhân x ra 2x bình, 2x nhân trừ 3 ra trừ 6x cộng. Tại vì cái này có một, có nhân có một thằng thôi nên mình bỏ mặt luôn. Còn cái này nhân hai thằng nè,
thì phải dục vô chung một cái mặt. Có nghĩa là mình đang dục hai này vào cái mặt này. Vậy thì x nhân x ra x mũ 2, x nhân 3 ra là 3x, 1 nhân x ra là x, 1 nhân 3 ra là 3. Rồi, trừ 1 nhân 3, cái này nhân có một thằng một số thôi. Một hạng tử thôi, một số hạng thôi thì mình bỏ mặt luôn. Vậy thì trừ 1 nhân 3 ra trừ 3, trừ 1 nhân trừ 11 ra là cộng 11x. Mẫu viết lại y chang. Bắt đầu mình làm gọn. Làm gọn gì? Bỏ mặt đúng không? À. 2x bình viết lại, trừ 6x viết lại. Trước mặt này nè, trước mặt này là dấu cộng thì không có đổi dấu bên trong. Vậy vẫn là cộng x bình. 3x cộng x ra là 4x. Rồi 3 hạ xuống, cộng 3 hạ xuống, trừ 3 hạ xuống, cộng 11 hạ xuống. Tiếp tục mình làm gọn này. 2x bình cộng với cái x bình nữa là được 3 cái x bình. Rồi. Nợ 6x cộng 4x, có nghĩa là giống nhau chỉ x á, mình viết lại, mình sau đó lấy trừ 6 cộng 4 cộng 11 thì nó ra là 9. Thì bây giờ mình tính nè. Đơn giản thôi. Trừ 6 cộng 4 thì ra là trừ 2. Trừ 2 cộng 11 thì ra là cộng 9. Cộng 9x. Cộng 3 với trừ 3. Mất. Rồi. Nói tóm lại một bài toán rút gọn thì nó không bao giờ dừng tại đây. Nó phải cuối cùng ra một cái kết quả. Nó phải là gì? Đặt nhân tử chung hoặc là hạng đẳng thức. Thường nó sẽ đặt nhân tử chung. Rồi. Ở đây thì mình thấy hai bên đều có chữ x. Mình đặt chữ x ra. Đặt số 3 ra. Vậy thì 3 dục ra rồi. X bình là hai chữ x dụng chữ, còn chữ dụng vô. Được chưa? X dục ra rồi. Số 9, 9 là 3 nhân 3, dụng số 3 thì còn số 3 dục vô. Ở mẫu viết lại. X cộng 3 trên dưới sao đây? Mắc thì còn kết quả là 3x trên x trừ 3. Đây, đây là kết quả cuối cùng. Rồi, bây giờ mình giờ coi lại ha. Mình kiểm tra lại kết quả. Thì cũng nhập y chang vậy và canh 100. Chỉ mấy đứa kiểm tra lại đúng không? Nhập y chang vậy. Nhập thử nha. Coi cái kết quả mình rút gọn đúng hay sai ha. Nhập gì đây? 2x trên x cộng 3. Rồi trừ giúp x cộng 1 trên 3 trừ x. Rồi trừ 3 trừ 11x trên giúp bình trừ 9. Rồi k 100. Cứ k 100 nó ra 300 phần 97 đúng không? 300 phần 97. Đây. Rồi, mình can cái đáp án coi có giống 300 phần 97 không. Đáp án mình là gì? 3x trừ 3 à, 3x trên x trừ 3. 3x trên. Rồi, bắt đầu mình cũng can 100. Can 100. Nó nhập sẵn rồi, đáng lý mình không nhập đâu ha. Rồi, ra là 300 phần 97 luôn nè. Hồi nãy kết quả của mình là gì? 300 phần 97. Và bây giờ mình can dẫn ra 300 phần 97, nghĩa là mình đang làm đúng ha. Có nghĩa là mình can cái đề ra một kết quả, rồi mình can cái kết quả của mình ở đây nữa đó. Nếu hai kết quả này giống nhau thì là đang làm đúng, còn nếu khác nhau là làm sai ha. Đó cách kiểm tra kết quả. Rồi câu E. Câu E này thì lúc trước đã chỉ dạ chỉ bấm máy tính rồi đúng không? Bữa nay chỉ lại lần nữa nha. Rồi. Ví dụ cái này nè. Rồi. Đối với cái mình đi giải theo kiểu thi á, thì mình không cần phải làm giống kiểu trường đâu. Bây giờ tôi làm theo kiểu thường nha. Tôi để em hàng đây đi. Tạo một cái căn dấu cộng. Tạo một cái căn. Rồi, ở đây có dấu trừ. Tôi bỏ vô mặt. Chắc chắn để thoát khỏi căn thì cần phải có bình phương. Vì đây dấu trừ tôi để dấu trừ xuống. Chắc chắn để thoát khỏi căn thì cần phải có bình phương. Đây dấu cộng tôi để dấu cộng xuống. Rồi, được chưa? Thì cái chỗ này, cái vị trí anh này với anh này điền là cái gì? Vị trí anh này với anh này điền là cái gì? Thì bây giờ tôi điền vô. Bằng cách bấm máy. Bấm gì? Bấm mod 53. Mod 53. Mod 53. Rồi nhập nè. Nhập nè. Thì nó xuất hiện ABC đúng không? Xuất hiện A. Nhập dành cho cái này nha.
xét nghiệm A, B, C. A mấy đứa nhập là mấy nè? A luôn luôn nhập là 1. B á là cái số đối của này, anh này đang là 7 thì nhập vô là gì? Trừ 7. C á là đem nguyên cái cộng này bình phương chia 4, C là 4 căn 3 bình chia cho 4. Được chưa? 4 căn 3 bình chia 4 hoặc là 4 căn 3 chia 2 là cũng được hết. Mình nếu mình bình phương thì chia 4, còn nếu không bình phương thì đem chia 2. Nhớ nha. Rồi bây giờ nhập nè. 1 bằng B là trừ 7 bằng C á, là đem cái này bình phương chia 4 ha. Thì mình bình phương nè, mở ngoặc ra. Rồi 4 4 căn 3 đóng ngoặc lại. Đóng ngoặc lại để kết thúc cho cái căn. Được chưa? 4 cái căn 3 nè, 4 nè, căn 3 nè. Đó, đóng ngoặc lại kết thúc cái căn. Bình phương. Đóng ngoặc lại cái nữa. Bình phương. Đó, chia 4, chia 4 bằng rồi. Kết quả là 4 với lại 3. Kết quả là 4 với 3. 4 với lại 3. Như vậy ra 4 thì mình lấy căn gì? Căn 4 mà căn 4 thì bằng mấy? Bằng 2. Để đây 2. 3 thì lấy căn là căn 3. Rồi để đây căn 3. Xong. Được chưa? Đó cái làm vậy thôi. Rồi. Rồi tương tự bên đây. Bấm A mọi người. A là 1, B luôn là mấy? Số đối của này 12 là trừ 10, 12. C thì đem nguyên cái cộng này bình phương chia 4. C là 6 căn 3 bình phương chia 4. Được chưa? Nhập nè. Số đầu là gì? Luôn luôn là mấy này? 1 bằng số kế tiếp là gì? Trừ 12 bằng cái này là 6 căn 3 đúng không? Đầu tiên phải mở ngoặc ra. 6 căn 3 đóng ngoặc lại. Kết thúc cái căn. Vì bình phương, đóng thêm có mặt nữa, bình phương. Chia 4. Chia 4. Rồi. 9. Nó ra kết quả là 9. 9 với là 3. Được chưa? Ra 9 thì lấy căn. Như vậy căn 9 thì bằng 3. 3 cũng lấy căn là căn 3. Tại vì căn 3 đâu ra được đâu, nên để im vậy. Tại vì căn 9 nó ra được thì ra 3, còn anh này không ra được chết luôn. Trong đây. Vậy thì kết quả là 3 với căn 3. Được chưa? 3 vậy thôi. Hiểu chưa? Rồi, tiếp tục. Có người có giáo viên á thì họ bắt buộc bình thường là mình ra như thế này ok rồi. Nhưng mà có nhiều giáo viên họ không chịu, họ bắt buộc mình phải khai triển hằng thức. Như vậy đây là a trừ gì? Trừ b. A trừ b tất cả bình sẽ bằng a bình là gì? 2 bình. A bình trừ 2 lần là cũng thức. A là mấy? A là 2. 2 lần A, B, B là căn 3. A bình trừ 2 lần AB cộng B bình là gì? Căn 3 bình. Đó. Dấu cộng. A bình. Đây là A. Đây là gì? B. A bình là căn là 3 bình. A bình. Cộng 2 lần là cũng thức. A là 3. B căn 3. 2 lần A bình cộng 2 lần AB cộng B bình là căn 3 gì? Căn 3 bình. Sau đó mình kiểm tra này. Bình phương mất cái căn còn lại số mấy? Số 3. 2 bình ra 4. Vậy 4 cộng 3 phải ra 7 không? Rồi. Đúng này. Dấu trừ giống dấu trừ không? Giống. 2 nhân 2 nhân căn 3 phải ra 4 căn 3 không? Có nghĩa là mình khai triển như thế này mà giá trị nó như thế nào so với ban đầu không thay đổi thì mình khai triển đúng. Mình khai triển mà ra cái giá trị khác với giá trị ban đầu là mình khai triển sai. Ví dụ anh này 7 mà mình để anh này với anh này cộng lại ra 8 hoặc ra 9 đi thì mình sai rồi đó. Nhớ nha. Thôi mình kiểm tra mình đi coi. 2 x 3 là 6, với căn 3 6 căn 3 giống này không? Giống. Rồi, căn 3 bình. Lưu ý cái căn kéo dài ra. Đó. Căn 3 bình thì bằng 3. 3 bình thì bằng 9. 9 cộng 3 ra 12. Có nghĩa là mình khai triển mình tung hoành như thế nào đó mà giá trị nó so với giá trị ban đầu nó không thay đổi thì mình làm đúng. Còn nếu mình tung hoành mà cái giá trị mình ra nó khác với giá trị ban đầu thì mình đã sai. Rồi. Ở đây thì tôi cũng có giải sẵn. Nãy giờ chỉ cách bấm máy rồi đúng không? Giờ vô bài nha.
Đấy, nó cũng ra là gì đây? Là 2 trừ căn 3 ha. 2 trừ căn 3 tất cả bình. Rồi 3 cộng căn 3, 3 cộng căn 3, đúng không? Đó. Nãy đã chỉ rồi. Rồi. Khi mình ra tới được cái chỗ này. Được chưa? Thì mất bình phương thì bỏ vô trị tuyệt đối, nhớ nha, mất bình phương bỏ vô trị tuyệt đối. Mất bình phương thì mất cái gì? Bình phương sẽ là mất cái căn, mà mất căn bỏ vô trị tuyệt đối. Bình phương là mất căn bỏ vô trị tuyệt đối. Rồi. Tiếp tục nè, mình coi nè, mình so sánh dấu trừ thôi. 2 với căn 3 ai lớn? 2 là căn 4. Vậy căn 4 lớn hơn căn 3. Được chưa? Hoặc là mình sẽ lấy như thế này. Mình lấy 2 trừ căn 3. 2 trừ căn 3. Rồi. Nó ra số dương, để im vậy. Vẫn là 2 trừ căn 3. Còn nếu mà nó ra số âm thì phải đổi đổi lại. Ví dụ căn 3 trừ 2 đi, nó nằm như thế này đi. Đó. Mình bấm này, nó ra số âm. Căn 3 trừ 2 mà nó ra số âm thì trong tuyệt đối đi ra phải sửa lại là gì? 2 trừ căn 3. Nhớ nha. Rồi. 2 căn hoặc là ai giỏi thì họ biết à, 2 này chính là căn 4, căn 4 lớn hơn. 2 đưa vô căn là phải bình phương lên nè. 2 mà chuyển vô căn thì phải hai bình bằng 4. Yeah. Rồi, 3 cộng căn 3 hạ xuống. Vì 2 lớn hơn căn 3 phải lý do vô. Phải lý do cho tao biết. Vì 2 lớn hơn căn 3. Tiếp tục. Ra khỏi trị tuyệt đối là nên bỏ vô ngoặc nha, đừng thả ra ngoài luôn là sai đó. Nên bỏ vô ngoặc. Rồi tiếp tục nè, 2 trừ căn 3. Trước ngoặc này nè, đây nè, trước cái cụm này nè là dấu cộng thì không đổi dấu. Cộng 3 vẫn là cộng 3, cộng căn 3 vẫn là cộng căn 3. Rồi căn 3 trừ căn 3 với cộng căn 3 mất 2 cộng 3 là 5. Rồi. 5. Rồi tiếp tục bài kế. Giải cái hệ này. Giải hệ này thì có khá nhiều cách giải, đúng không? Nhưng mà tôi sẽ chỉ cho mấy đứa một cái cách khác, cách nhanh hơn. Rồi để nướng này. 3 phần 5 nghĩa là 3 phần 5, 3 phần 5 x nghĩa là 3 phần 5 x như thế đề như thế này. 3 phần 5 x nghĩa là 3 phần 5 nhân cho 1 trừ x. Tại vì 3 nhân 1 ra 3, 5 nhân x ra 5 x. Hiểu chưa? Tách ra 1 trên y vẫn là 1 trên y bằng 1 phần 10. 3 phần 4 x nghĩa là 3 phần 4 nhân cho 1 trên x. Đó. Rồi, 3 phần 4 nhân cho 1 trên gì? 3 phần 4 nhân cho 1 trên y bằng 1 phần 12. Rồi, đặt thôi. Đặt A bằng 1 trên x và B là 1 trên trên y. Những bài toán này quá quen thuộc rồi. Hệ phương trình trở thành 3 phần 5, 1 trên x đặt là A. Cộng 1 trên y đặt là gì? 1 trên y đặt là B bằng 1 phần 10. Ở dưới 3 phần 4 ghi lại 1 trên x đặt là gì? A cộng 3 phần 4 ghi lại 1 trên y đặt là gì? B bằng 1 phần 12. Sau đó nếu bình thường theo kiểu của mấy đứa làm, định hướng cách làm này, theo kiểu của mấy đứa làm thì mấy đứa sẽ nhân cho hàng trên này là trừ mấy. Ở đây là cộng 3 phần 4 thì đây là cộng 3 phần 4 B thì mấy đứa phải nhân ở đây cho trừ 3 phần 4. Nguyên cái hàng trên nhân cho trừ 3 phần 4. Được chưa? Là theo cách làm mấy đứa. Để chi? Trừ 3 phần 4 này với cộng 3 phần 4 này, B thì sao đây? Mất đi. Thì mấy đứa sẽ tìm được thằng A. Từ đó thằng A mấy đứa sẽ thế vào các cái một trong hai phương trình này để tìm thằng B. Đó là cái cách làm mà đó giờ mình thường làm. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ chỉ cách khác. Tại vì tôi thấy ở đây đều là 3 phần mấy này, 3 phần 4, nên tôi đưa 3 phần 4 ra. Thì còn lại là A cộng cộng B bằng 1 phần 12. Hàng trên viết lại không gì thay đổi hết. Rồi tương tự 3 phần 4 A cộng B bằng 1 phần 10. Nè, hàng trên viết lại. Ở đây, A cộng B nhân thì thành gì đây? Chia, vậy lấy 1 phần 12 chia 3 phần 4. Vậy A cộng B bằng 1 phần 9. Rồi bắt đầu tôi thay đổi. Một trong hai hàng này tôi thay đổi một cái dấu. Vậy thì tôi quyết định tôi thay đổi cái dấu ở hàng trên, ở phương trình trên. Vậy thì à, đây là cộng B, đều là cộng B nè. Phải cho hàng trên là dấu trừ. Để trừ B với cộng B thì sao đây? Mất. Hàng trên là dấu trừ hoặc là hàng dưới là dấu dấu trừ, mấy đứa chọn ha. Ở đây tôi thay đổi hàng trên. Như vậy thì ở đây là trừ 3A cộng B thì thành trừ B, 1 phần 10 thì làm trừ 1 phần 10. Rồi, để anh chị hàng dưới với lại ha. Trừ B với cộng B thì mất.
Mấy đứa sẽ cầm máy tính bấm gì? Trừ 3 phần 5 cộng mấy nè. 1A là 1. Trừ 3 phần 5 cộng 1. Đó. Trừ 3 phần 5 cộng 1. Cộng B, trừ B với cộng B là mất rồi ha. Vậy là trừ 3 phần 5 cộng 1. Thì ra như đây. Trừ 3 phần 5 cộng 1 thì nó ra là 2 phần 5 này. Trừ 3 phần 5. Đây, ra 2 phần 5A. 2 phần 5A. Được chưa? Tiếp tục, mấy đứa sẽ lấy gì nữa? Trừ 1 phần 10 cộng 1 phần 9. Thì nó sẽ ra là 1 phần 90. Mình giữ là hàng dưới. Tiếp tục tìm A. Tìm A đang nhân nè. Thì thành chia. Mấy đứa sẽ lấy 1 phần 90 chia 2 phần 5. Thì nó ra là 1 phần 36. Có A rồi, thế vào hàng dưới để tìm mình B. Vậy là A thế bằng 1 phần 36 cộng B bằng 1 phần 9. Rồi, A là 1 phần 36 ghi lại. B thì mấy đứa sẽ lấy gì? Lấy 1 phần 9 trừ 1 phần 36 ra 1 phần 12. Cộng đó trừ. Rồi, có A có B rồi, mình không được quyền ngừng tại đây. Tại vì nhiệm vụ của mình là phải đi tìm X và tìm tìm Y. Có A, B rồi, phải đi tìm X, Y thôi. Được chưa? Với A bằng 1 phần 36, hồi nãy A mình đặt là 1 trên X. Vậy thì 1 trên X bằng 1 phần 36. Suy ra, nhân chéo là 36 nhân 1 ra 36, X nhân 1 ra X. Vậy 36 bằng X thì viết thật là X bằng 36. B bằng 1 phần 12. Mà B nãy mình đặt 1 trên Y. Vậy 1 trên Y bằng 1 phần 12. Rồi, dục chéo lên. 1 nhân 12 ra 12, Y nhân 1 ra Y. Vậy Y bằng 12. Có X có Y rồi, có lực. Vậy hệ phương trình có nghiệm X Y bằng ghi ý trước 36 12. Kết thúc ha. Rồi, tiếp tục ok. Ôi trời ơi, bài này thì quá dễ rồi. Mình chỉ cần nhân hàng trên cho số mấy thôi, số 2. À, nhân cho số 2 để trừ 2 y với cộng 2 y mất, được không? Nhân cho số 2 thì anh này nhân 2 nè. Hàng trên nhân 2 hết ha. Vậy thì thành gì? 3 nhân 2 là 6x trừ 2 y. 5 nhân 2 là 10, hàng dưới viết lại. Rồi. Trừ 2 y với cộng 2 y mất. 6 với 5 là 11x. 6x với 5x là 11x. 10 với 28 là 38. Hàng dưới viết lại. Giữ lại hai hàng này, giữ lại một trong hai hàng, giữ hàng dưới. Rồi. Tìm y thôi nào. X sẽ lấy gì? Nhân thành chia, lấy 38 chia 11. Rồi. Vậy thì có x rồi, thế vào hàng dưới. Vậy 5. Thay vì 5x thì giờ thế 5 nhân 3, 38 bằng 11 cộng 2y bằng 2y bằng 28. Rồi, x bằng 38 bằng 11. Vậy thì 5 nhân 38 bằng 11 thì ra là 190 phần 11 cộng 2y viết lại, 28 viết lại. Rồi, x bằng 38 phần 11 viết lại. Được chưa? 2y viết lại. 9 phần 190 phần 11 vượt qua là trừ. Vậy lấy 28 trừ cho 190 phần 11 ra 188, 118 phần 11. X bằng 38 phần 11 nhân thành chia, lấy 118 phần 11 chia cho 2 ra 59 phần 11. Kết luận. Vậy hệ phương trình có nghiệm x bằng này, y bằng này là xong. Câu G, câu H. Câu H là phương trình delta. Rồi, câu hỏi này. Câu hỏi này thì ở đây tôi không quy định là mấy đứa nên giải delta hay là delta phải gì cả. Đúng không? Thì mấy đứa thích giải cái nào cũng được, chọn một trong hai cái, delta hoặc delta phải. Nhưng mà đối với tôi giảng thì tôi giảng hai cái cho mấy đứa coi luôn. Rồi. Đây là cái đề. Phương pháp đầu tiên tôi sẽ giải là delta phải. Rồi, xác định này, A. A là 1. B là anh đi theo x. Đúng không? Như vậy thì B mình xác định là mấy nè? B là -8. Đúng không? Nhưng mà B phải thì sẽ lấy cái số này nè. Chia 2. Như vậy là B phải là -4. C là 15. Rồi, delta phải. Delta phải bằng B phải bình trừ AC. Rồi, delta phải bằng B phải là trừ 4. Trừ 4 bình, bỏ vô ngoặc. Nha, lưu ý chỗ này nhiều người không bỏ vô ngoặc là sai. Trừ A là 1, C là 15. Rồi, trừ 4 bình ra 16, 1 nhân 15 ra 15. Như vậy thì 16 trừ 15 bằng 1. Nghĩa là delta phải lớn hơn 0. Khi mà delta phải lớn hơn 0 thì phương trình như thế nào đây? Có hai nghiệm phân biệt. Phương trình có hai nghiệm phân biệt là gì? X1 bằng trừ B phải cộng căn delta phải chia cho A. Đây là công thức.
trừ là của công thức b phẩy mình là trừ 4 để vô đây, trừ 4 để vô, cộng là của công thức, căn của công thức delta phẩy mình là mấy, là 1, chia a là 1, rồi trừ với trừ thành cộng là 4, căn 1 ra 1, 4 cộng 1 ra 5, 5 chia 1 bằng 5. Rồi x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy chia cho a, đây là công thức, trừ là của công thức, b phẩy mình là trừ 4, trừ của công thức, căn là của công thức, delta phẩy mình chính là 1, chia cho a, tính ra là 3. Rồi đây là kiểu giải này, là kiểu giải delta, cách giải delta phẩy, được chưa? Rồi tương tự anh này tôi sẽ giải theo kiểu delta. Rồi delta thì chỉ cần xác định ABC nha, a là mấy này, a là anh đi theo x bình này đó. A là cái hệ số đi theo x bình, a là 1. B mình là gì đây, b là trừ 8, ai nói b là 8 là sai ha. C mình là 10 cộng 15 hay là 15 ha. Rồi delta bằng b bình phương trừ 4ac, delta bằng b bình là trừ 8 bình, trừ là của công thức, 4 của công thức, a là 1, c là 15. 8 trừ 8 bình ra 64, trừ 4 nhân 1 nhân 15 ra trừ 60. Rồi delta mình là 4 lớn 0. Khi mà delta lớn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 bằng trừ b cộng căn delta chia 2a, trừ là của công thức, b mình chính là trừ 8, cộng là của công thức, căn là của công thức, delta mình là 4, chia 2 là của công thức, a mình là 1. Đó, xác định ở trên, thế vô bấm nguyên cái cầm này ra 5, cầm máy tính mình thấy bấm, còn ai nhẩm được thì nhẩm như thế này, trừ trừ thành cộng là 8, căn 4 là 2, 8 cộng 2 là 10, 2 nhân 1 là 2, 10 chia 2 bằng 5. Đó, ai nhẩm thì nhẩm vậy. Rồi x2 bằng trừ b trừ căn delta chia 2a, đây là của công thức, trừ là của công thức, b mình chính là trừ 8, trừ của công thức, căn của công thức, delta mình chính là 4, 2 là của công thức, a mình là 1, tính nguyên cụm này ra 3. Còn a nhẩm thì nhẩm như thế này, trừ với trừ thành cộng, căn 4 thì bằng 2, 8 trừ 2 là 6, 2 nhân 1 là 2, 6 chia 2 bằng 3. Được chưa? Rồi hai cách. Rồi tương tự câu y, câu y phương trình bậc 4 gọi là phương trình trùng phương, được chưa? Rồi phương trình trùng phương thì mình phải đặt t thôi, được không? Đây phương trình bậc 4 như thế này, rồi đặt x bình phương bằng t, luôn luôn xử lý như thế này, x bình phương bằng t, và điều kiện anh t này phải lớn bằng 0, phương trình trở thành như vậy thì mũ 4 thì thành t mũ mấy nè, mũ 2, nhớ nha, vậy là 2 t mũ 2, mũ 2 x mũ 2 thì thành gì thôi, mũ 2 thì thành gì thôi, thành t, hả mũ 4 là t mũ 2, hả mũ 2 là t, vậy trừ 7 t trừ 4. Rồi bây giờ phương trình này mình giải delta, đây là bậc 2 nè, phương trình bậc 2 là phải giải delta thôi. Vậy xác định a, a là anh đi theo t bình, b là trừ 7, c là trừ 4. Yes. Vậy thì delta bằng b bình phương trừ 4 ac, b bình là trừ 7 bình, bỏ vô ngoặc, trừ là công thức, 4 là công thức, a là 2, c là trừ 4. Này. Rồi bắt đầu trừ 7 bình ra 49, cầm máy tính bấm gì? Mình không được quyền bấm là 4 nhân 2 nhân trừ 4 nha. Không được cầm máy tính bấm 4 nhân 2 nhân trừ 4, mà hãy bấm gì? Trừ 4 nhân 2 nhân trừ 4. Rồi. Vậy. Đây. Ra 32. Trừ 4 nhân 2 nhân trừ 4 ra 32. 32 thì là cộng 32 á. Nó không để cái dấu gì nghĩa là cộng 32. Đây, cộng 32. Rồi ra 81. Thì khi mà delta là 81 thì 81, số 81 này lớn hơn 0, nghĩa là delta này đang lớn hơn 0. Mà khi delta này lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. À, xt1, tại vì mình đang giải phương trình t thì phải là t1. Hãy giải phương trình x thì là x1, hãy giải phương trình m thì là m1 nha. Lưu ý. Rồi tương tự. T1 bằng trừ b cộng căn delta chia 2a, trừ là của công thức, b mình chính là trừ 7. Đây. Cộng căn delta, căn là của công thức, delta mình 81. 2a thế vô ra 4. A này xt2 bằng trừ b trừ căn delta chia 2a, thế vô ra trừ 1/2. Và lưu ý điều kiện t mình phải là một con số như thế nào, dương. A này dương, nhận. A này âm, loại. Thỏa mãn điều kiện nhận. Thì mình ghi thỏa mãn điều kiện cũng được, hoặc là mình ghi chữ nhận cũng được. A này không thỏa mãn điều kiện, hoặc là mình ghi chữ loại nha.
Rồi, với T1 bằng 4. Như vậy thì anh này không quan tâm nữa. Có T rồi, trả về đây. Như vậy thì x bình bằng mấy? Nãy T bằng 4 đúng không? Vậy x bình bằng 4. Đây. T1 bằng 4 suy ra x bình bằng 4. X bình bằng T mà. Mà T là 4 thì để đây số 4. Rồi. Bình phương thì có hai giá trị. Vậy thì x bằng căn 4 rồi x bằng trừ căn căn 4 nha. À, căn 4 thì bằng 2, trừ căn 4 thì bằng trừ 2. Vậy thôi, kết thúc bài toán. Chưa? Vậy mình có thể vậy x bằng mình thấy vậy như vậy. Vậy x bằng 2 chấm phẩy x bằng trừ trừ 2. Đó. Ok ha. Rồi, câu 2. Câu 2 tôi sửa đề lại chút xíu ha. Nếu mà tôi để như cái bài này á thì mình nói gì? Hai số xy, tìm hai số thì mình nói hai số xy là nghiệm của phương trình. Cái câu này đây là một câu dẫn. Mình luôn luôn phải dùng nó nha. Hai số xy là nghiệm của phương trình. X bình phương đây là cái đề này. Trừ xx cộng b bằng 0. Anh này tôi sửa lại chút xíu, tôi không để 180 tại vì nếu mà để 180 thì nó ra nghiệm luôn. Được không? Nó không có nghiệm, nó vô nghiệm. Thì mình thế vô này. X bình giữ lại. Cái x cộng y chính là cái tổng. Rồi x nhân y chính là cái gì? Cái tích. Vậy mình sẽ lấy này. Thế vô. Đây là x bình phương trừ xx. Cái chỗ này là bắt buộc mình phải thuộc. Ngay chỗ này là mình bắt buộc mình phải học thôi. Vậy thì trừ là công thức. S là 17. Vậy 17x. B mình chính là gì? 180. Được chưa? Nếu tôi để 180 vô đây á thì nó sẽ tính không có ra nghiệm. Thì tôi bấm cho mấy đứa cái này. Nếu ngày này 180 ha thì bấm mod 53 nha. Mod 53. Mod 53. Rồi nhập gì? 1 trừ 17 180. Tôi nhập này, 1 bằng trừ 17 bằng trừ 180 bằng. Đó. Ủa rồi. Sẽ ra nghiệm gì vậy? Oh no, 180 nha, chứ không phải trừ 180. Đây. Tôi nhập vô, đi nó vô nghiệm. Rồi tôi chỉ luôn ha. Nếu mà trường hợp mà anh này để nếu cái này tôi sửa đề lại. Tôi sửa đề lại, tôi bỏ số 0 đi. Này chỉ còn 18 thôi nha. Nếu mà hồi nãy mấy đứa nhập không ra, mấy đứa giải, một lát mấy đứa sẽ giải cho anh ta là vô nghiệm. Như vậy thì mình sẽ nói như thế nào? Vậy gì? Nếu mà giải ra delta mà bé ăn không á thì mấy đứa vậy như thế nào? Vậy không có giá trị nào của xy để ha, mình vậy nè, không có giá trị nào. Một lát nếu mà giải theo cái đề này thì nó sẽ ra là vô nghiệm, là delta bé hơn không á. Giải cái đề này nó sẽ ra delta bé hơn không. Thì mình suy ra phương trình vô nghiệm. Khi mà phương trình vô nghiệm thì mình đứa phải gì? Vậy không có giá trị nào của x chấm phẩy y để x cộng y bằng 17 và x nhân y bằng 180. Đó là vậy nha. Rồi bây giờ tôi sửa đề lại để giải cho nó kinh nghiệm ha. Rồi, đề lúc trước tôi nhẩm sai nên nó tôi nhẩm sai nên nó ra vô nghiệm. Rồi, sửa đề lại nha. Rồi, x bình phương trừ hai số nè, người ta kêu tìm hai số xy. Hai số xy hay là hai số uv đều như nhau cả. Như vậy thì mình nói hai số xy là nghiệm của phương trình x bình phương trừ xx cộng b bằng 0. Đây là cái câu mình phải thuộc. Rồi x bình phương ghi lại, trừ ghi lại, x mình là gì? 17, để vô 17. Cộng b mình là gì? 180. 18. Xác định nè, a là gì? A là đi theo x bình. Vậy a là 1, b là gì? B là trừ 17, c là 10, 18. Rồi, delta bằng b bình phương trừ 4ac. B bình là trừ 17 bình. Trừ 4 là của công thức. A là 1, C là 18. Rồi, trừ 17 bình ra 289. Mấy đứa cầm máy tính bấm gì? Trừ 4 nhân 1 nhân 18. Rồi, ra trừ 72. Đây, trừ 72. Rồi, mấy đứa lấy 289 trừ 72 ra 217 lớn 0. Nghĩa là delta đang lớn 0. Mà khi delta lớn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Không biết nha. X1 bằng trừ B cộng gan delta chia 2A. Đây là công thức. Trừ là công thức. B mình chính là trừ 17. Cộng là công thức. Căn là công thức. Delta mình là 217. Chia 2A.
A mình là 1. Vậy trừ với trừ thành gì? Cộng. Vậy là 17 cộng nguyên cái cầm này, 2 x 1 là 2. Bấm máy nó chỉ ra như thế này thôi. Để đây, không có phá, không có để, không có ra vẫy nha, không được quyền ra vẫy. Rồi. Rồi, x2 bằng trừ b trừ căn delta chia 2a. Đây là công thức thế vào thì nó ra như thế này. Được chưa? Như vậy thì mình vậy. Thay vì mình ghi x1 2 thì mình ghi x với y ha. Vậy x bằng mấy? X bằng căn 17 cộng cái cầm trên, y bằng cầm dưới. X bằng này và y bằng này. Hoặc ngược lại. Hồi nãy x x là này, y là này. Hoặc x là này, y là này. Đó là ha. Đầu tiên anh x là cái kết quả này, anh y là kết quả này. Được chưa? Sau đó ngược lại, anh x thì lấy kết quả dưới, anh y lấy kết quả trên. Đổi lại. Tôi cho giải cái đề cũ thì nó dễ quá, nó đâu có ra cái này. Rồi, ok ha. Qua. Bài số 3. Đây. Xem bài 3 tìm ít đi nào. Khá dễ mà đúng không? Rồi. Đơn giản mà đúng không? Vậy thì căn nhanh thôi này. Đây, chắc chắn mà cho cái căn này này. Đó, cho cái căn như thế này phải bỏ vô bình phương như thế này bằng 5 này. Rồi bây giờ giải nhanh nè, 4 lấy mấy? 4 lấy 2. Tại vì hai bình nó 4 mà. X bình lấy x vô trừ 16 thì mấy nè? 4. Rồi. Được chưa? Mình bung một, tại vì người ta có bằng mình phải tương đương nha. Đó. Mình bung một phát ra này. 4 lấy 2 này, x bình là x dấu trừ, căn 16 là 4. Rồi tất cả bình phương bằng 5. Sau đó khai triển ngược lại. A bình cầm này bình trừ 2 lần là công thức. A là 2x, B là 4 cộng B bình vậy thôi. Là màu mè vậy thôi, được không? Bình thường là từ chỗ này mình bập ra chỗ này cũng được luôn. Còn giáo viên khó tính thì nó bắt buộc mình phải khai triển như thế này. Ok ha. Rồi. Bình phương thì thoát khỏi căn, mà thoát khỏi căn thì phải trị tuyệt đối bằng 5. Mà trị tuyệt đối thì có hai giá trị. Như vậy thì cái ruột này bằng 5, rồi cũng chính cái ruột này bằng trừ trừ 5. 2x viết lại trừ 4 chuyển qua là cộng 4. À, vậy 5 cộng 4 là 9, vậy 2x bằng 9. 2x viết lại trừ 4 chuyển qua là cộng 4, vậy trừ 5 cộng 4 ra trừ 1. Nhân thành chia vậy x lấy 9 chia 2. Nhân thành chia lấy trừ 1 chia 2. Rồi. Ra cái kết quả vậy vô là xong. Rồi, bài này. Đấy. Thì về cái dạng bài này thì mấy đứa nên để chữ điều kiện trước cho tôi. Tại vì cái căn mà thì phải để điều kiện thôi. Còn anh này không có điều kiện, tại sao không có điều kiện? Anh này cũng vẫn có điều kiện, nhưng chưa? Nhưng mà tại vì ảnh bình phương này nên cái điều kiện dù là số âm hay số dương gì đi chăng nữa thì cái kết quả nó dẫn ra là gì? Dẫn ra là dương, tại vì nó có bình phương nha. Rồi bây giờ mình xử lý này. Đầu tiên mình viết lại cái đề, mình chờ một dòng mình để điều kiện, mình viết lại cái đề. Rồi. Rồi bây giờ mình này, đặt số 4 ra. Đặt số 4 ra. Thì x chụp vô 16 là 4 nhân 4, bỏ số 4 thì còn số 4 cộng. Bỏ đặt 16 ra. Chụp ra. Lấy 16 64 chia 16 thì bằng 4. Vậy thôi. Rồi x trừ 4. Tiếp nào. 2 nè. Căn 4 thì bằng 2. Anh này ở trong căn. Căn 16 thì bằng 4. Anh này ở trong căn. Anh này giữ lại y chang. Giữ lại y chang. Thì bây giờ mình thấy nhau, thấy là căn x trừ 4. Căn x trừ 4. Căn x trừ 4. Như vậy thì điều kiện thì mình sẽ cho căn x trừ 4 như thế nào đây? Lớn mà, bằng 0. Tại vì cái cộm này trong căn thì phải lớn bằng 0. Vậy tương đương x lớn bằng mấy nè? Bằng 4. Trừ 4 chuyển qua là cộng 4. Rồi. Cái điều kiện như vậy. Bắt đầu mình giải tiếp. Như vậy giống nhau là căn x, căn x trừ 4, căn x trừ 4 giữ lại căn x trừ 4. Lấy 2 cộng 4 trừ 1. Ở đây không có số nào thì nghĩa là số 1. Vậy mình lấy 2 cộng 4 trừ 1 thì ra là 5. Rồi. Nhân thì thành chia. Vậy căn x trừ 4 bằng 16 phần 5.
16 năm. Bắt đầu mình muốn muốn làm mất căn. Nhiệm vụ mình phải tìm ít, mà muốn được tìm được ít thì phải làm mất cái căn này. Do đó để làm mất căn thì bình phương hai vế. Đây. Bình phương hai vế mất căn. Thì bình phương là mất căn này là x trừ 4. Anh này bình phương nguyên cộng này nó sẽ ra là 256 phần 25. Đó, mình bấm nha, mình bấm biết bấm, sẽ có nhiều người không biết bấm nha. Tạo cái phân số. Bấm gì đây? 16 phần 5. Rồi bình phương. Rồi. 256 phần 25. Rồi trừ 4 chuyển qua là cộng. Cộng 4. 256 phần 25 cộng 4. Như vậy thì bằng 356 phần 25. Điều kiện của mình là phải lớn hơn mấy này? Lớn hơn hoặc bằng 4. Mình bấm coi cái kết quả này coi. 356 phần 25 coi ra nhiêu này. Rồi. 14 lần. Anh này là 14, cái cầm này là 14. Sau đó mình để này, 14 nè. Có lớn hơn 4 không? 14 chắc chắn phải lớn hơn 4 thôi, đúng không? Đúng. Thì thỏa mãn điều kiện. Vậy giờ là xong. Coi lại bài này. Ok. Qua bài. Bài số 4. Bài 4 xem đề bài 4 đi nào. 4 dễ không? Xem đề 14 đi. Xử lý như thế nào? Đúng không? Đơn giản lắm nhỉ. À, tôi nghĩ bài này nhiều người giải không được lắm. Rồi. Bây giờ vẽ B và D trên cùng hệ trục tọa độ. Khi x bằng khi m bằng trừ 2 nghĩa là sao? Nghĩa là thế m bằng trừ 2 vào cái chỗ nào có m, đúng không? Như vậy thì mình sẽ thế vào đường đường D. Được chưa? Khi mình thế vô thì nó sẽ ra đường D ha. Giải nè. Rồi. Qua đây luôn nha. Rồi thế m bằng trừ 2 vào đường D. Rồi thế vô. Vậy thì đường D như thế này. Vậy chỗ nào có m thì để trừ 2. Đây, y viết lại. M thì để trừ 2. Cái đề viết lại. M thì để trừ 2. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Y viết lại. Trừ 2x là trừ 2x. Cộng với trừ là trừ. Như vậy trừ 2 cộng 3 thì nó là 1. Rồi, ra được đường D rồi. Có đường D rồi này. Có đường B rồi này. Đi vẽ thôi, đúng không? Thì vẽ nha. Rồi. Rồi xét cái đường parabol B này trước. Rồi chưa? Rồi. Cho x này không bước này. Rồi cho mấy này? Cho 1. Cho 2. Anh này 1 thì anh đây là gì? Trừ 1. Anh này 2 thì anh đây là gì? Trừ 2. Rồi bắt đầu mình xử lý này. Bây giờ giả sử tôi không biết làm thì tôi xử lý như thế nào đúng không? Tôi cầm máy tính tôi bấm trừ x bằng. Trừ x bằng. Được chưa? Tôi can số mấy này, tôi can số 0, được chưa? Can 0 bằng 0, tôi ghi vô 0. Rồi tôi can số mấy, 1. Can 1 bằng ra trừ 1, tôi ghi vô đây trừ 1, được chưa? Can số 2, can 2 bằng trừ 4, tôi trừ đây trừ 4. Rồi tương tự can bên kia thì nó sẽ ra là trừ 1 chứ trừ trừ 4. Chết tôi rồi. Sai hẳn rồi. Được chưa? Rồi tương tự đường D này mình xử lý như thế nào đây? D thì cứ luôn luôn cho x bằng mấy này bằng không chưa, rồi mình thấy x vô đây hoặc là mình cầm máy tính mình bấm nếu mình không biết thì mình bấm bấm gì trừ 2x cộng 1 ha, trừ 2x cộng 1. Rồi can can máy mình cho không này đúng không, can không bằng bằng 1, ghi 1 vô.
yên 1, được chưa? Không biết làm vậy đó, được chưa? Rồi, như vậy thì tọa độ là như đi, mở mặt ra ghi tọa độ luôn. 01. Rồi, 01. Rồi. Ở này cho x bằng mấy nè, cho x bằng 1 này. Vậy trừ 2 nhân 1 ra trừ 2, trừ 2 cộng 1 thì ra là trừ 1. Như vậy thì tọa độ là 1 với trừ 1. Rồi bắt đầu mình sẽ vẽ đồ thị thôi. Đây tôi sẽ kẻ sẵn này. Chờ xíu, đây, vẽ đồ thị này. Chờ xíu tôi kẻ cái. Rồi. Chỗ này. Đầu 00 này. 00 thì chấm ngay này cái. Dạ. Yeah. Tôi vẽ đỏ đi. 00 thì chấm ngay này. Kẻ tọa độ phải ghi gì? X này, O này, Y này, phải ghi cái trục tọa độ vô trước, có nhiều người không ghi là sẽ bét. Rồi. Rồi 00 tại đây. Trên trục X lấy số 1. Trên trục X lấy số 1, trục X này. Lấy số 1. Trên trục y, trục y tôi lấy trừ 1, đây là trục y nè, trừ 1, phần phần cái đầu mũi tên phía trên này là dương, phần đây là âm này, trừ 1, nói hai cái này lại. Rồi, trên trục x lấy số 2, trục x nè, lấy số 2, trên trục y lấy trừ 4, trục y nè, lấy trừ 4. Đây là trừ 1 nè, đây là trừ 2 nè, đây là trừ 3 nè, đây là trừ 4 nè. Rồi, nó lại. Rồi, mình không suy nghĩ luôn. Ở đây là 1, thì bên đây là gì? Trừ 1. Nói vô đây luôn. Rồi. Ở đây là 2 thì bên đây là trừ 2. Nói thẳng xuống đây luôn. Tại vì parabol này thì nó đối xứng với nhau. Nó đối xứng qua trục OA thì cứ việc nói thẳng xuống. Khỏi cần suy nghĩ cực khổ. Rồi. Sau đó đi nối các cái điểm này lại sẽ tạo nên parabol. Và khi nói xong, làm ơn ghi cái tên đường parabol y bằng trừ x bình. Rồi, xong parabol B. Tiếp tục tới đường thẳng D. Đường thẳng D tọa độ là 01 thì chấm ngay số mấy này? 01 thì chấm ngay số 1. Mà số 1 nằm trên trục gì? Trục y, đúng không? Đây là trục x, đây là trục y. Rồi, đây ha. Rồi, tiếp tục nè. Chấm này, tôi chấm bự lên nè. Đó. Tiếp tục, 1 trừ 1 thì trên trục x lấy số 1, trên trục y lấy trừ 1 thì nó là ngay chỗ này. Sau đó nói hai cái điểm này lại, đúng không? Nhưng mà trước khi nói hai điểm này thì cho chỗ này bằng gì đây? Bằng 0 thì nó sẽ ra là 0,5. 0,5 là nằm giữa. Đây, nói ba điểm này lại. Rồi, mẫu parabol nó sẽ tiếp xúc như thế này nha. À, nó tiếp xúc sát với nhau như thế này. Hôm nay tôi cho giải cắt không à. Hôm nay tôi cho nó khác chút xíu, tôi cho nó tiếp xúc ha. Ok nha. Đây, 1. Ok, qua. Rồi, tiếp tục câu B. Câu B nó kêu tìm gì đây? Tìm tọa độ giao điểm của B và D vừa vẽ. Rồi, tìm tọa độ giao điểm của B và D vừa vẽ. Đây là đường B, đây là đường D vừa vẽ như này. Vậy thì muốn tìm tọa độ giao điểm thì viết gì? Phương trình hoành độ giao điểm. Dạ, tôi viết chữ này. Phương trình hoành độ giao điểm.
của B và D là. Như vậy thì phần y bằng, vậy thì phần x này và phần x này phải như thế nào đây? Bằng nhau. Vậy thì trừ x bên bằng trừ 2x cộng 1. Rồi, tôi chuyển nè. Đáng lý tôi chuyển cái bình này qua đây nè cho nó dễ nè, nhưng mà thôi. Tôi chuyển theo kiểu của mấy đứa làm á, trừ x bên hạ xuống, trừ 2x chuyển qua là cộng 2x, cộng 1 chuyển qua là trừ 1 bằng 0. Được chưa? Rồi nó quy về phương trình giải delta rồi. Được chưa? Delta. Như vậy thì mình đưa xác định B đi nào. B là mấy? A là mấy này? A này. A là anh đi theo bình về A bằng trừ 1. B bằng mấy này? B bằng 2. Đúng chưa? B là 2. Nhưng mà B phẩy thì lấy cái số này nè, chia 2. Vậy B phẩy là 1. C là trừ 1. Trừ 1. Rồi. Hiểu cách sắp xếp ha. Vậy là A bằng trừ 1, B phẩy bằng 1, C bằng trừ 1. Delta phẩy bằng B phẩy bình phương trừ AC. Thế vô. B phẩy là 1 bình. B phẩy bình là 1 bình. Trừ là công thức. A là trừ 1, C là trừ 1. Rồi. 1 bình đó 1. Trừ với trừ thành cộng. Cộng với trừ thành trừ. 1 x 1 là 1. Rồi. Delta phẩy bằng 0. Khi mà delta phẩy bằng 0 thì phương trình có nghiệm gì? Nghiệm kép. Mà phương trình có nghiệm kép thì công thức là gì? X1 bằng X2 bằng trừ B chia A. Trừ là của công thức. B là 1. Chia A chính là trừ 1. Vậy thì ra bằng 1. Có X. Tọa độ giao điểm thì cần phải có X và Y. Bây giờ có X rồi. Tìm gì? Tìm Y. Được chưa? Như vậy thì thế này. X1 bằng X2 bằng 1. Suy ra Y1 bằng Y2 bằng. Như vậy thì mình thấy gì đây? Dấu trừ này nè. Mình thấy số 1 này nè. Vào đường B này hoặc là đường D này. Bây giờ x bằng 1 thì ngay này để 1 một bình, về trừ 1 bình ha. Trừ 1 bình, không có bỏ vô mà, nghe chưa? Chừng nào này là trừ 1 thì ngay chỗ này mới bỏ vô trừ 1 bình, được không? Rồi ra trừ 1. Vậy suy ra x bằng 1 y bằng trừ 1, tọa độ là 1 trừ 1. Là rồi vậy. Vậy A có tọa độ 1 trừ 1 là tọa độ giao điểm của B và D. Kết thúc ha. Rồi. Hình như cái này ai tôi nghĩ ai cũng làm được câu này ha. Dễ quá mà. À, dễ hoài. Rồi. Tiếp tục câu C. Tìm M để phương trình trên có hai nghiệm X1, X2 thỏa cái này. Câu này thì phức tạp nha. Ở bên này tôi sẽ chỉ cho mấy đứa hai cách. Đấy, hai cách. Rồi mình thích làm cách nào thì mình làm cách đó. Thứ nhất là nó nói có hai nghiệm x1, x2. Nó không bao giờ nó phân biệt. Nhớ nha. Chừng nào nó nói cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì lúc ấy mình mới suy nghĩ delta hoặc là delta phải như thế nào lớn hơn không. Nhưng mà bây giờ nó nói hai nghiệm thôi. Hai nghiệm nghĩa là nó cần phương trình này như thế nào, có nghiệm. Mà có nghiệm thì phương trình phải như thế nào? Delta hoặc delta phải như thế nào? Có nghiệm thì delta hoặc là delta phải phải lớn hoặc bằng không. Lớn hoặc bằng không. Ok. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình muốn giải quyết được cái này thì phải đi chứng minh cái phương trình này. Có hai nghiệm, có nghiệm trước cái đã. À, có nghiệm. Rồi. Thì mình muốn chứng minh nó thì mình phải viết phương trình trên đi. Người ta nói phương trình B và D mà đúng không? Này, tìm M để phương trình trên là B và D đấy. Đây là phương trình này nè. Như vậy thì mình nói gì? Phương trình hoành độ giao điểm của B và D. Như vậy thì phần y bằng phần x này sẽ bằng cái phần cụm bên đây. M mình bây giờ không có nữa nha. Bởi vì người ta kêu tìm M nên M không có, mình không được quyền thế M bằng -2 vào đây để tính nha. M mình chưa có. Như vậy thì phương trình nguyên thủy của mình sẽ là cái chỗ này với cái chỗ này thôi. Đây. Rồi. Trừ x này nè. Tôi chuyển qua bên đây đi. Tôi đem cái trừ x bình này. Tôi dục qua đây. Như vậy là x bình cộng mx cộng m cộng 3. Mà khi m này dục qua bên đây thì cụm bên đây sẽ bằng gì? Không. Nghĩa là không bằng x bình cộng mx cộng m cộng 3. Thì không bằng cái cụm này thì với cụm này bằng. Bằng không. Đây. Xác định A, B, C đi nè. A là anh đi theo F bình. A là 1.
B là anh đi theo x, B là em m, C là cái cộng còn lại, C là m cộng 3. Rồi giải delta. Delta bằng B bình phương trừ 4AC. Được chưa? Delta bằng B bình phương trừ 4. B là m bình này, 4 là của công thức này, A là 1, C là m cộng 3. Và lưu ý phải bỏ vô ngoặc. Có nhiều người không bỏ vô ngoặc chỗ này lắm, chú ý. Rồi m bình viết lại, trừ 4 nhân 1 ra trừ 4 này, nhân m này. Số 1 không quan tâm đi. Trừ 4 nhân m ra trừ 4 m, trừ 4 nhân cộng 3 ra trừ 12. Ok, bắt buộc mình phải đưa về hạng thức thôi. Khai triển này, A bình trừ 2 lần là công thức, A là m, B là 2, tại vì 2 nhân 2 mới ra 4, cộng B bình là 2 bình. Nghĩa là mình vừa cộng vô 4 thì phải trừ ra, ra 4, trừ 12 này hạ xuống. Rồi, thì cái cộng này, từ đây đến đây nè, từ cái chấn này nè, đến cái chấn này là hạng thức này. Vậy m bình thì lấy m, dấu trừ này, để xuống này. Tại vì đây hạng thức thứ hai, 2 bình thì lấy số 2, tất cả dục ra cái bình. Nợ 4, nợ 12 là nợ 16. Sau đó mình nói cái câu gì? Để phương trình trên có hai nghiệm x1 x2 thì delta, có nghĩa là phương trình trên có nghiệm đó, thì delta mình đang giải delta mà, delta lớn lớn bằng không, đây delta chính này lớn không, thì mình lại có một cái công thức như thế này, thì mình sẽ chuyển qua là gì, m bình lớn bằng 10, 16 trừ 16 chuyển qua 16, được chưa, 16. Rồi mà đây là gì, đây là x bình, công thức của mình nè, x bình lớn bằng a bình, lớn bằng a đi, x bình lớn bằng a. Như vậy thì x lớn hoặc bằng căn a, x bé hoặc bằng trừ căn a. Như vậy thì x, x là cái cộng này, lớn bằng căn 16, x là cái cộng này, bé hoặc bằng trừ căn 16. Đầu tiên là nó lớn hơn bằng nó, rồi bé hơn. Vậy m trừ 2, căn 16 thì bằng 4. Đó, có nghĩa là cái lớn cái bé đó, lấy căn hai vế như vậy. Rồi căn 16 là trừ 4, trừ nè, căn 16 là 4 trừ 4 này, chuyển qua, nghĩa là kết quả m lớn bằng 6, m bé hoặc bằng trừ 2. Đây là cái điều kiện. Vậy m lớn hơn hoặc bằng 6 hoặc m bé hơn hoặc bằng trừ trừ 2 thì phương trình trên có hai nghiệm, có nghĩa là phương trình trên có nghiệm. Rồi khi mà phương trình có nghiệm rồi, bắt đầu mình sẽ sử dụng hệ thức VS. Tại sao mình lại định hướng là phải sử dụng hệ thức VS? Tại vì mình có cái cộng này, có cái chỗ này, được chưa, là phải sử dụng VS thôi. Đây, theo hệ thức VS ta có gì, có x1 cộng x2 bằng trừ b chia a. Trừ b mình chính là gì đây, trừ m, a mình là mấy, 1 đây này. Rồi x1 nhân x2 bằng c chia a, c mình là m cộng 3, a mình là 1 đây, tính đây. Rồi ta có, đây là cái đề, như vậy thì x1 bình cộng x2 bình bằng x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 là x1 x2. Đây là công thức mình đã học. Rồi xử lý như sau này. Mà cái chỗ này thì bằng trừ m bình này, trừ 2 lần này, x1 x2 là m cộng 3, bỏ vô ngoặc bằng 9. Trừ m bình thì bằng m bình thôi, bình phương mất dấu trừ. Bình phương làm tan biến với dấu trừ này, m bình này. Trừ 2 nhân m ra trừ 2 m, trừ 2 nhân 3 ra là trừ 6, 9 chuyển qua là trừ 9. Rồi xử lý, m bình hạ xuống, trừ 2 m hạ xuống, trừ 6 trừ 9 là trừ 15 bằng 0. Rồi xác định hệ số ABC. Tôi giải phương trình delta phải nha. A là 1, A là anh đi theo m này, A là anh đi theo m bình đó, A là 1. B này, B là trừ 2 đúng không, B là trừ 2, B mình là trừ 2. Nhưng mà B phẩy thì lấy cái anh B này nè, chia 2. Vậy anh B mình, anh B phẩy là mấy nè, anh B là trừ 2, nhưng mà anh B phẩy là phải chia 2. Đó, lấy anh B này chia 2, vậy anh B phẩy là trừ 1. C là trừ 15.
Rồi delta phẩy bằng b phẩy bình trừ ac. Rồi mình đưa tự thế vô. Rồi tự tìm nghiệm. Cái chỗ này tự làm được. Được chưa? Như vậy thì nó sẽ ra là 5 dưới trừ 3. Sau đó mình sẽ so với điều kiện này. Bây giờ số 5 này nè. Có lớn hơn hoặc bằng số 6 không? Số 5 sao lớn hơn số 6? Đúng không? Số 5 sao bé hơn âm 2 được? Do đó cái này loại. Được chưa? Trừ 3. Âm 3 có lớn hơn 6 không? Không, không được. Loại đi. Âm 3 có nhỏ hơn âm 2 không? Âm 3 nhỏ hơn âm 2 là đúng thì thỏa mãn điều kiện. Được chưa? Nếu ai biết giải thì giải kiểu này. Còn ai không biết giải tôi chỉ cách dễ hơn nè. Phải có cách dễ hơn thôi. Mà nó có cách dễ hơn là mình chết, đúng không? Mình trả lời. Rồi tôi chỉ nè. Chỉ cái kiểu này là dành cho bí quá mà làm kiểu này nha, nhưng mà kiểu này là ok luôn. Rồi. Mình chỉ cần giải tới đây thôi. Cái mình nói gì đây? Để phương trình có hai nghiệm x1 x2 khi và chỉ khi delta delta như thế nào đây, lớn hoặc bằng không, tương đương delta mình chính là gì đây, m bằng trừ 4m trừ 12 lớn bằng không. Rồi tới đây nghỉ, không làm gì hết, bắt đầu theo hệ thức vi, theo hệ thức vi, được chưa? Bắt đầu theo hệ thức vi giống cái chỗ này. Đó, giải xuống hết tới chỗ này. Mình ra được kết quả M1, M12 đúng không? Cái mình với hoặc là mình thế đi. Thế M1 bằng bằng mấy này? Bằng 5. Thay vì giải theo cái cách ban đầu á, là tới đây nhận loại rồi. Nhưng mà giải theo cái kiểu này nè. Giải theo kiểu này nè là phải làm tiếp. Ra kết quả rồi phải làm tiếp. Thế M1 bằng mấy? Bằng 5. Vào đâu? Vào m bình trừ 4m trừ 10 12 bằng thế dầu coi. 5 bình là nhiêu đây? 5 bình trừ đây lớn bằng 0 đi. Đó, cầm này luôn. 5 bình trừ 4 nhân 5 trừ 10 12 lớn bằng 0. Tương đương nhé. Tương đương. Rồi 5 bình là 25. 25 trừ 20. 25 trừ 20 là 5. 5 trừ cho 12. Đúng không? 5 trừ 12 thì bằng như này. Bằng trừ 7. Nghĩa là mình ra trừ 7 lớn bằng 0, vô lý. Như vậy m bằng 5 sau đây. Không thỏa mãn. Hiểu không? Thế vào cái chỗ này. Có nghĩa mình đem m thế vào đây. Nếu mà nó lớn bằng 0 thì mình nhận, còn nếu mà nó bé hơn bằng 0 thì mình lỗi, được chưa? Thế vào đây. Thì trừ 7 thì sao mà lớn bằng 0 được, vô lý. Như vậy thì m1 bằng 5 sao đây? Không thỏa mãn điều kiện. Được chưa? Không thỏa mãn điều kiện. Tiếp tục. Thế m bằng mấy này? N vào bằng trừ 3 vào M bằng trừ 4M trừ 12 lớn bằng 0, tương đương thế do đây. Giờ trừ 3 bằng trừ 4 nhân trừ 3 trừ 12 lớn bằng 0. Thì tính nguyên cái cầm này ra nhiêu này? 9 này. 9 cộng 12 này là 9 cộng 12 là 21. 21 trừ 12 là bằng 9. Như vậy 9 lớn bằng 0, đúng không? Luôn đúng. Chia ra m bằng trừ 3 thỏa mãn điều kiện. Hiểu cách làm chưa? Có nghĩa là nếu mình giải theo cách này á, theo cái cách này nè, được chưa? Thì tới đây mình sẽ nhận loại anh nào thỏa mãn, anh nào không thỏa mãn thôi, được chưa? Còn nếu mà giải theo cái kiểu này, giải delta theo cái kiểu này là tới đây mình ngưng, mình vs liền. Thì khi mình giải xong delta, mình sẽ ra được m, mình sẽ đem m mình trả ngược về đây. Đó. Nếu mà nó lớn bằng 0 nè, trừ 7 thì sao mà đòi lớn không được, vô lý. Vậy m bằng 5 không thỏa mãn. Rồi m bằng 3, 9 lớn không là đúng nè. Vậy m bằng 3 thỏa mãn điều kiện. Thì điều đường nào đi chăng nữa thì nó cũng ra một kết quả cho mình.
là m bằng trừ 3. Ok. Ha. Hiểu tôi nói gì không? Rồi mấy đứa nên thuộc cái công thức này. Nếu mà nó lớn hoặc bằng, có nghĩa là bây giờ nếu mà thằng bình phương mà nó lớn hơn một cái số nào đó thì mình sẽ lấy căn hai vế, và nó lớn hơn số đó và nó bé hơn âm cái số đó. Còn thằng bình phương mà nó bé, lớn thì hai cái, bé thì một hàng. Bé thì gì? Trừ căn a, bé hơn x, bé hơn căn a. Ví dụ x bình bé hơn 9 đi, đúng không? X bình bé hơn 9. Như vậy là trừ chỗ này, trừ căn 9 bé hơn x, bé hơn căn 9. Mà trừ căn 9 là trừ 3 bé hơn x, bé hơn 3. Vậy đó. Ví dụ x bình lớn hơn 9 đi. Mà lớn hơn á, thì nó có hai vấn đề. Là cái x này nó lớn, lớn thì lớn hơn căn 9. Rồi cái x này nó bé hơn trừ căn căn 9. Rồi đi giải ra. X lớn hơn 3, x bé hơn trừ trừ 3. Được chưa? Làm vậy thôi. Đây là công thức. Nè, công thức để dành cho cái này. Đó, mất lấy căn hai vế nè. Lớn bằng căn đó, rồi bé hơn bằng căn đó. Thay vì ở đây dấu lớn thì đây lớn bằng cũng giống vậy thôi. Rồi, tương tự bài kế tiếp. Ok, câu D. Xong cái này mình sẽ ngưng clip. TM để phương trình này có hai nghiệm. Thì cái vấn đề mà hai nghiệm x1 x2 mình đã giải quyết chưa? Vấn đề mà hai nghiệm này thì mình đã giải quyết rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ theo VS và làm cái cụm này thôi. Đúng chưa? Đây. Giải rồi. Cái này mà viết vừa giảng vừa viết rất là lâu nên tôi phải viết trước nha. Theo hiệu thức VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ b chia a. Đây. Này làm rồi, x1 nhân 2 bằng c chia a, nó rồi, nó nãy rồi. Được chưa? Ta có cái gì? Có cái đề nó cho này. Tôi làm lại ha, x1 nhân 2 bằng trừ m x1 nhân 2 bằng à. Thì cái anh này này nó không nằm trong các dạng công thức đặc biệt của mình. Các dạng công thức đặc biệt của mình là cái gì? Mình nhớ nhau không? Các dạng công thức của mình là gì? X1 cộng X1 bình cộng X1 bình cộng X2 bình. Đây là công thức của mình này. Rồi X1 mũ 3 cộng X2 mũ 3. Rồi gì nữa này? Rồi X1 trừ X2 tất cả bình. Đấy. Rồi 1 trên X1 cộng 1 trên X2. Đấy. Rồi 1 trên X1 bình cộng 1 trên X2 bình. Đây. Thì rõ ràng cái chỗ này nè, nó không nằm trong những cái dạng công thức này của mình, đúng chưa? Nó không nằm trong những cái dạng công thức đặc biệt của mình thì làm sao mà khai triển được, đúng chưa? Thì bắt buộc mình sẽ giải hệ. Rồi bây giờ mình sẽ ghi nè, ta có cái này. Thì mình đặt anh này nè, là phương trình thứ nhất. Anh này là phương trình thứ hai và anh này là phương trình thứ ba. Mình sẽ giải cái tổng này với nhau. Mình sẽ gom cái tổng này, cái 1 với cái 3 lại. Mình đừng gom cái 2 với cái 3. Và mình đừng gom cái 1 với cái 2. Tại sao? Tại vì tổng thì đi với tổng chứ không có vụ mà tổng chơi chung với tích. Đúng không? Có nghĩa là anh này là toán cộng. Anh này toán gì? Toán trừ. Thì cái phương trình hai phương trình này đi chung được. Anh này cộng thì đi chung được. Anh này trừ thì đi chung được. Có anh này nhân chơi mình nó đi. Không ai chơi ở đó. Chỉ có cộng trừ đi chơi chung với nhau được, còn nhân chia thì nó mới chơi chung với nhau thôi. Nhớ nha. Do đó phương trình cộng chơi chung. Phương trình nhân đi chỗ khác. Nhớ, nhân chia chỗ khác, cộng trừ chơi chung. Như vậy thì mình sẽ chơi chung là phương trình 1 với phương trình 3. Rồi từ 1 ta có hệ phương trình. Rồi đi giải cái hệ này. Thì mình giải cái hệ này. Mình làm mắc cái x1 đi nè. Mình muốn làm mắc x1. Nếu làm mắc x2 thì mình nhân ở trên cho trừ 3. Còn làm mắc x1 thì nhân ở trên cho trừ 2. Nên mình quyết định làm mắc x1 nhân ở trên cho trừ 2. Vậy trừ 2x1 trừ 2x2 trừ trừ 2 nhân trừ 2 à. Vậy trừ trừ thì mắc thì còn 2m. Hàng dưới viết lại. Rồi, trừ 2x1 với 2x1 thì mắc. Trừ 2x2 cộng 3x2
thì còn lại x2. 2m cộng 5 ra 2m cộng 5. Có x2 rồi. Mình đem cái x2 của phương trình trên, mình thế vào cái x2 của phương trình dưới. Vậy 2x1 với lại. Dạ, 3 với lại. Nhân x2 thì x2 cầm cái cộng này để xuống bằng 5. Rồi. x2 ở trên ghi lại vẫn là 2m cộng 5. Hàng dưới 2x1 với lại nhân vô. 3 x 2 là 6m. 3 x cộng 5 là 15 bằng 5. Rồi tiếp tục này. x2 với lại y chang. Rồi. 2x1 với lại cộng 6m với lại cộng 15 chuyển qua là -15, lấy 5 -15 ra -10. Tiếp tục. Nhiệm vụ mình tìm x1 thì x1 mình giữ lại, vậy 2x1 giữ lại 6m đi qua bên kia. Hàng trên này giữ lại. 2x1 giữ lại 6m chuyển qua là -6m -10. Được chưa? Rồi. Rồi. Thì cái chỗ này, thì cái chỗ này nè. 2x1 bằng -6m -10 này. Đang nhân nè thì thành gì? Chia. Vậy thì x1 nó, mình sẽ lấy gì? -6m -10 chia mấy? Chia 2. Như vậy thì mình sẽ lấy này. -6 chia 2 thì ra là -3m, -10 chia 2 là -5. Tại vì nó chia 2 được chia luôn, được không? Còn nếu mà nó chia không được thì giữ lại nguyên cộng này. Đấy. Vậy kết quả là -3m -5. Đây. Có x1 có x2 là trả về đâu để tìm m? Có x1 có x2 trả về phương trình số 2 này nè. Phương trình số 2 này. Nè, x1 với 2 trả về đây. Như vậy thì thế x1 bằng -3m -5, x2 bằng 2m cộng 5 vào phương trình 2. À. Rồi. Như vậy thì ngay x1 mình sẽ để mấy này? X1 sẽ để là gì? -3m -5 đóng ngoặc nhân x2 sẽ là 2m cộng 5 đóng ngoặc bằng m cộng 3. Đây. Tôi giải luôn rồi này. Này, x1 này nhân x2 nè bằng này. Rồi nhân phân phối vào thôi. -3m nhân 2m ra là -6m bình. -3m nhân 5 thì ra -15m. -5 nhân 2m thì ra là -10m. -5 nhân 5 ra -25 bằng hạ xuống m cộng 3 hạ xuống. Rồi. -6m bình với lại -15m -10m là -25m. -25. M chuyển qua là -m cộng 3 chuyển qua là -3, chuyển qua hết. Rồi. -6m bình hạ xuống -25m -m là -26m. -25 -3 là -28. Thì tôi thấy phương trình này nó đều là số chẵn. Đúng không? Thì tôi sẽ chia hết cho 2. Tôi chia 2. Tất cả cái này tôi chia cho -2 để làm gọn lại. Vậy thì -6m chia -2 ra -3. Tôi làm gọn lại, còn ai không thích thì cứ để cái phương trình như thế này rồi đi giải delta cũng được luôn nha. -26m thì chia 2 ra cộng 10 chia cho -2. Có nghĩa là nguyên hàng trên này chia -2 á thì ra được hàng dưới nè. -6 chia -2 ra 3, -26 chia -2 ra 13, -28 chia -2 ra 14. Đấy. Rồi mình đi giải delta ABC. Rồi delta bằng bên phương -4c tự thế vào sẽ ra được m như thế này. Sau đó khi ra m như thế này mình phải làm gì nhỉ? Phải so điều kiện, đúng không? Mình phải so điều kiện. Mình không so điều kiện là không được. Rồi. Như vậy thì giải delta mình sẽ ra m1 bằng -2, m2 bằng -7/3. Rồi mình so điều kiện này. Này. Bắt đầu mình coi -2 nè. -2 có lớn hơn 6 không? Không. Rồi -2 có bé hoặc bằng -2 không? -2 nó bằng với -2 đúng không? Đúng nè. Thì này thỏa mãn điều kiện. Rồi -7/3 là 2, mấy lần? -7/3 là 2, mấy này? Thấm này. -7 chia 3. -7/3 là -7 đây. 2,3. Đấy. Anh này là 2,3 ha. À, 2, âm 2,3 nha. Âm 2,3 có lớn hơn 6 không? Âm 2,3 làm sao mà lớn hơn 6 được, đúng không? Âm 2,3 nhỏ hơn âm 2 đúng không? Âm 2,3 nhỏ hơn âm 2 đúng mà, đúng không? Số âm mà càng lớn thì nó càng nhỏ. À, âm 2,3 nó nhỏ hơn âm 2 đúng. Vậy thì thỏa mãn điều kiện luôn. Hai cái này thỏa mãn hết. Rồi nhận hết hai cái. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Còn nếu giả sử mình làm theo cái cách hồi nãy. Cách nãy là cái gì? Nhớ không? Cái cách mình giải delta đó.
cái cách hồi nãy là delta phẩy của mình á, là delta của mình á, mình bằng gì này, delta của mình chỉ tới đây thôi. Nếu mà mình giải theo kiểu mà delta mà mình giải delta tới đây, cái mình nói để phương trình có hệ nghiệm thì delta phải lớn hơn bằng không, cái mình cho là gì, m bình trừ 4 m trừ 12 lớn bằng không. Rồi tới đây nè, cái mình theo v vs thì khi mình ra được m á, khi mình ra được m như thế này nè, mình phải cầm m mình thế vào, mình thay thay hoặc thế, thay m1 bằng trừ trừ 2 vào vào cái nào, vào cái này đó, tìm ra m, mình coi cái số này nó có lớn bằng cái kết quả bên đây nè, có lớn bằng không hay không. Nếu lớn bằng không thì mình để luôn luôn đúng, rồi mình suy ra m bằng 1 thỏa mãn yêu cầu bài toán, thỏa mãn điều kiện. Rồi tương tự m bằng 2 cũng thế vô, nếu mà đúng thì thỏa mãn điều kiện, rồi cái lần vậy thôi. Còn đây là cái cách giải của tôi, đây là cách giải phân tích ra đầy đủ và hy vọng mấy đứa làm được theo cách này. Ok, kết thúc bài toán nha. Rồi bài số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, những bài này sẽ quay ở clip sau.